Xin chào các bạn. Hôm nay mình xin hướng dẫn các bạn cách loại bỏ phần mềm KineMaster với logo bản quyền của phần mềm video KineMaster. Thì trước tiên các bạn cài cho mình hai ứng dụng là iMovie và Video Crop. Hai cái ứng dụng này đều giúp cho chúng ta cắt ghép video, cắt bỏ cái logo KineMaster. Thì bây giờ tiến hành làm hướng dẫn các bạn thì mình mở KineMaster lên, và cái giao diện rất là dễ sử dụng. Các bạn ấn vào dấu cộng nhé, dấu cộng ở giữa, rồi các bạn để 16.9 cho mình. Rồi bây giờ các bạn ấn vào menu, các bạn ấn vào ảnh. Ở đây rất nhiều nền thì các bạn có thể chọn cái nền nào tùy ý. Mình chọn cái nền màu xanh, các bạn ấn vào chữ V kia để hoàn tất. Mình kéo nó dài chút. Khi kéo được rồi các bạn kích chữ V. Rồi bây giờ các bạn ấn vào chữ lớp nhé. Lớp cho mình. Các bạn ấn vào cái menu. Thì các bạn lấy một video này của mình lấy một cái video làm demo. Các bạn để ý nhá, video của mình phải để bên dưới cái nền xanh và bên dưới chữ KineMaster nhá. Thì tí nữa chuyển qua cái phần mềm kia mình sẽ giúp các bạn xóa bỏ cái logo. Còn các bạn để to như này là không được đâu nhé, các bạn phải thu nhỏ bên dưới, nằm bên dưới cái chữ KineMaster. Bản tầm này đi, tầm này là ok rồi. Mình chỉnh cái đoạn mình ngắn ngắn nó làm cho nó nhanh, các bạn đỡ mất công chờ đợi. Rồi mình cắt bỏ cái đoạn của bên con trỏ phải đi. Rồi các bạn tích vào cái dấu tích trên để mà hoàn tất. Các bạn ấn vào xuất nhé. Chỗ này các bạn bỏ qua đi, thì chỗ này nó bảo mình là có mua cái bản quyền nó xóa bỏ cái KineMaster không. Rồi ok, đến giai đoạn này các bạn có thể thoát ra ngoài và tắt bỏ cái phần mềm KineMaster đi. Hãy quay lại file phần mềm lúc trước mình bảo các bạn cài, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách cắt bỏ cái bản quyền. Các bạn ấn vào dự án nhé. Các bạn ấn vào phim. Bạn chọn cái video ban nãy mình lấy từ KineMaster ra đấy nhé. Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn xóa bỏ cái logo KineMaster. Các bạn ấn tay vào cái video mình cho nó lột màu vàng lên như thế này nhé. Các bạn nhìn màn hình có dấu cộng, có cái vợt. Dấu cộng, các bạn ấn vào dấu cộng. Rồi các bạn nhìn thấy nó nói mình là thu phóng chưa? Chụm tay này mình lại thu phóng, thì các bạn chụm hai đầu ngón tay vào giữa video, các bạn là nôi ra kéo vào để mà mục đích thì mình đẩy cái video mình lên to để đẩy cái chữ KineMaster nó vượt khỏi cái biên dạng của khổ video đấy. Như thế này các bạn nhìn thấy đã ok chưa, chỉ vài cái thao tác đơn giản này mình đã giúp các bạn cắt hoàn toàn cái bản quyền logo KineMaster. Rồi ok, bây giờ mình đang cắt xong rồi đấy. Thì các bạn thấy đã biến mất cái chữ kia chưa? Thì bạn ấn vào chữ mũi tên để các bạn new, và các bạn ấn vào chữ new video với định dạng
Mình làm demo mình để chắc mình để 7-20 thôi. Ok, nó đã build sẵn cho mình rồi. Mình chuyển sang phần thứ hai để mình làm tiếp với các bạn nhé. Cả hai phần đều hỗ trợ mình cắt bỏ cái chữ logo Kingdom Master rất là hiệu quả. À, mình vào thư mục để mình mở lại các bạn xem cho lão mình đi. Đấy, các bạn thấy nó đã biến mất hoàn toàn cái chữ Kingdom Master, phim của mình vẫn giữ nguyên chất lượng HD các bạn nhé. Rồi bây giờ mình mở cái video clip lên mình làm tiếp cho các bạn xem. Cả hai phần mềm này đều rất là tốt các bạn nhé, nhưng mà phần mềm này hay quảng cáo nên là mình không thích cái clip này hay quảng cáo. Mình đã thêm cái video lúc trước vào các bạn nhé. Và các bạn thấy cái chữ Kingdom Master nằm bên trên video thì bằng cách các bạn ấn vào chữ crop crop bên góc trái màn hình các bạn, và đây nó sẽ cho các bạn cắt video. Các bạn nhìn bốn viền trắng xung quanh video chưa, bốn viền trắng. Các bạn lấy tay các bạn kéo làm sao để thu cái video mình nằm bên dưới chữ Kingdom Master đi. Các bạn bình tĩnh kéo cho thật khéo nhé. Các bạn chỉnh thật khéo nằm bên dưới chữ Kinemaster. Rồi các bạn chỉ cần ấn vào đôn là kết thúc chỉnh sửa các bạn nhé. Ban nãy mình kéo bên trên nên là bên dưới chưa hết, bây giờ mình kéo lại các bạn xem nhé. Các bạn vào chữ crop các bạn kéo lại. Ok, các bạn đã ấn vào đôn để kết thúc chương trình. Các bạn thấy đã loại bỏ hoàn toàn cái logo Kingdom Master khỏi video của chúng ta, vẫn giữ được chất lượng HD. Rồi tiến hành new, các bạn save video lại nhé. Ấn vào save để mà new video về ổ đĩa của máy chúng ta. Như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn là hai cái ứng dụng để tách cái bản quyền Kingdom Master. Chúc tất cả các bạn thành công. Các bạn thấy video mình hữu ích thì cho mình xin một lượt like, một đăng ký ủng hộ kênh. Xin cảm ơn các bạn.